Bí quyết để có một làn mi dài cong vút đầy cuốn hút đó là mơ ước của rất nhiều phụ nữ. Revitalast Lattice and Rapid Last là những sản phẩm hàng đầu sẽ biến giấc mơ đó thành hiện thực sau 21 ngày. Kết quả như ý 100%. Thuốc trị tiệt mụn Dadashi không để lại sẹo, không cần uống thuốc, da đẹp và tươi sáng. Kết quả trong vòng 2 tuần. Ngoài ra còn có những mỹ phẩm dưỡng da hàng đầu của Mỹ, Nhật, Pháp, đặc biệt đang on sale những bộ kem dưỡng da được bào chế bằng hồng xăm của Đại Hàn. Chỉ có 97 đồng mua 2 tặng 1. Xin liên hệ 408 238 2222.